Barca thắng tối thiểu trước Granada. Nhờ lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình vượt trội, Barca dễ dàng làm chủ thế trận sau tiếng còi khai cuộc. 45 phút đầu tiên, Barcelona kiểm soát bóng, 82 so với 18% của Granada, và thế trận, tung ra 8 cú sút so với một của Granada, vượt trội so với đối phương. Thống trị trận đấu và chơi nửa sân nhưng Barcelona bế tắc hoàn toàn trong việc khoan thủng hàng thủ lùi rất sâu. Số đông, luôn có 9 cầu thủ tham gia phòng ngự, chắc chắn và được tổ chức cực kỳ tốt của Granada. Thế đội bóng xứ Catalan bất lực hoàn toàn trong việc chọc thủng lưới thủ môn Rui Silva ở 45 phút đầu tiên. Thế trận không hề thay đổi ở những phút đầu hiệp 2, Barcelona tiếp tục đẩy cao đội hình, gây sức ép cực lớn lên khung thành của thủ môn Rui Silva. Tuy nhiên, tương tự hiệp đấu đầu tiên, đội bóng của tân huấn luyện viên Kike Xe tiến vẫn bế tắc trong việc khuất phục hàng thủ đối phương. Về phía Granada, thay vì đá tử thủ như suốt hiệp 1, đội khách đã chơi phản công nhiều hơn. Không phải Barcelona mà chính Granada mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên của hiệp 2 và cũng là tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Phút 66, Ian Rice Eteki đã tung ra cú sút xa hiểm hóc về phía khung thành thủ môn Stegen. Tuy nhiên, vận may đứng về phía Barcelona vì pha dứt điểm của tiền vệ bên phía Granada đã đưa bóng trúng cột dọc. 3 phút sau tình huống đáng chú ý này, Granada đã chịu tổn thất lớn về lực lượng. Vì pha phạm lỗi với Messi, German Sanche đã dính thẻ vàng thứ hai và bị đuổi khỏi sân.